Tòa án tối cao tại bang chiến trường Georgia mới đây đã ra phán quyết. Hatkov không thể kéo dài thời hạn kiểm khoảng 3.000 lá phiếu vắng mặt được gửi đi ngay trước ngày bầu cử. Đây được xem là thắng lợi cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Tòa quyết định rằng chỉ những lá phiếu vắng mặt đến trước 7 giờ ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam mới được tính. Phán quyết mới nhất đã đảo ngược quyết định của một thẩm phán cấp dưới cho phép gia hạn kiểm phiếu đến ngày 8 tháng 11 làm thay đổi cục diện bầu cử tại bang chiến địa này. Theo Reuters, vào tuần trước, các nhóm dân quyền đã kiện để tìm cách gia hạn với lý do hạt đã phạm luật khi không kịp thời gửi khoảng 3.000 lá phiếu vắng mặt. Các viên chức hạt cho biết họ đã bị quá tải bởi khối lượng công việc tăng đột biến. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa RNC lập luận rằng việc gia hạn thời hạn sẽ vi phạm luật bang. Chủ tịch RNC Michael Watley viết trên mạng xã hội rằng ngày bầu cử là ngày bầu cử, không phải tuần sau đó. Hạt một vùng đa sắc tộc ở ngoại ô Bắc Atlanta từng ủng hộ mạnh mẽ ông Joe Biden trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, góp phần giúp ông giành chiến thắng ở bang Georgia. Trước đó, thẩm phán bang Georgia cũng đã bác thêm hai cáo buộc nhằm vào ông Donald Trump trong vụ kiện can thiệp bầu cử, chiến thắng pháp lý mới cho cựu Tổng thống Mỹ. Cụ thể, thẩm phán tòa thượng thẩm Hatfielton, Scott McAfee, người phụ trách vụ án lật kèo bầu cử ở bang Georgia, đã chấp thuận đề nghị từ một số bị cáo về hủy bỏ ba cáo buộc liên quan việc nộp tài liệu sai sự thật về phiếu đại cử tri, trong đó khẳng định cựu tổng thống Donald Trump giành chiến thắng ở bang Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Steve Staddle, trưởng nhóm luật sư bảo chữa cho ông Trump thời điểm đó cho hay, cựu tổng thống Trump và nhóm pháp lý ở Georgia đã giành thêm một chiến thắng. Ngoài ra, thẩm phán Pennsylvania cũng đã bật đèn xanh cho tỷ phú Elon Musk. Cụ thể, thẩm phán Angelo Fuglietta của bang Pennsylvania đã cho phép ông Elon Musk tiếp tục chương trình tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho các cử tri của bang. Phán quyết này được đưa ra một ngày sau khi trợ lý của ông Musk xác nhận nhóm chính trị của ông đã chọn ra những người chiến thắng trong cuộc thi. Các luật sư của Ủy ban Hành động Chính trị ủng hộ ông Trump của ông Elon Musk tìm cách thuyết phục thẩm phán rằng đây không phải cuộc sổ số bất hợp pháp như công tố viên hàng đầu của Philadelphia cáo buộc. Nhóm của ông Elon Musk cho rằng họ phân bổ tiền dựa trên tiêu chí ai sẽ là người phát ngôn tốt nhất cho chương trình nghị sự ủng hộ ông Trump, bất chấp lời khẳng định của tỷ phú này rằng người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên. Căng thẳng trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đã dâng cao khi ông Donald Trump và bà Kamala Harris chạy nước rút tại các bang giao động, có khả năng quyết định cuộc đua vốn được đánh dấu bằng những bước ngoặt bất thường nhưng vẫn kết thúc với tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa trong các cuộc thăm dò. Nếu ông Trump thắng, đây sẽ là vị tổng thống thứ hai phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Ông Trump sẽ hoàn thành một trong những sự trở lại chính trị đáng kinh ngạc nhất từ trước đến nay sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, bị kết án phạm tội và thoát khỏi hai nỗ lực ám sát trong năm nay. Về phần mình, bà Harris có thể phá vỡ chuỗi gần 250 năm thống trị của các tổng thống nam và trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Đây sẽ là một kỳ tích đáng kinh ngạc sau khi bà đoàn kết đảng Dân Chủ vốn đang suy sụp tinh thần vào tháng 7 năm 2024 khi nỗ lực tái tranh cử của tổng thống Joe Biden bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Vào ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, mức độ quan trọng của cuộc bầu cử càng tăng cao khi không ai có thể nói trước được ứng cử viên nào sẽ chiến thắng. Mới đây, Jim Messina, Quản lý chiến dịch tranh cử năm 2012 của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng số lượng phiếu bầu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có vẻ đáng ngại với ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ bà Kamala Harris. Ông Messina thừa nhận số lượng phiếu bầu sớm có vẻ hơi đáng ngại. Theo cựu trợ lý của ông Obama, những người ủng hộ ông Trump đã hoạt động sôi nổi hơn nhiều so với cuộc bầu cử trước. Ông Messina nói, Đảng Cộng hòa lần này không làm như lần trước. Ở cuộc bầu cử trước, ông Trump từng nói không cần bỏ phiếu sớm và họ đã không làm điều đó. Tuy nhiên, lần này số liệu cho thấy Đảng Cộng hòa đang có lợi thế ở lượt bỏ phiếu sớm. Khi kết quả bỏ phiếu sớm được công bố, chúng ta sẽ thấy một bức tranh khác biệt hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, cựu trợ lý của ông Obama cũng nhấn mạnh, chiến dịch của bà Harris có lý do để cảm thấy vui mừng. Ông Messina cho biết, có hai nhóm cử tri được cho là quan trọng đối với ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ đang tham gia nhiệt tình với số lượng đông đảo. Ông Messina làm rõ thêm phụ nữ chiếm hơn một nửa số cử tri bỏ phiếu sớm và trong 10 ngày qua, số lượng cử tri trẻ tuổi tại các bang chiến địa đang tham gia với con số có thể được xem là lịch sử. Theo số liệu của NBC, trong số các cử tri bỏ phiếu sớm, 53% là nữ và 20% ở độ tuổi từ 18 đến 39. Cũng theo số liệu của NBC, đã có hàng trăm phiếu bầu qua thư và phiếu bầu sớm được ghi nhận trên khắp nước Mỹ. Trong số những người bỏ phiếu sớm, 41% là thành viên Đảng Dân Chủ, và 39% là thành viên Đảng Cộng hòa, với 20% còn lại chưa rõ đảng phái. Tuy nhiên, số lượng cử tri Đảng Cộng hòa bỏ phiếu sớm lại cao hơn ở 4 trong số 7 bang chiến địa, với khoảng cách lớn nhất tại bang Arizona là 42% của Đảng Cộng hòa so với 33% của Đảng Dân chủ. Thông thường, Đảng Dân chủ luôn có lợi thế trong bỏ phiếu sớm, trong khi Đảng Cộng hòa có xu hướng bùng nổ vào ngày bầu cử chính thức. Đó là lý do khiến ông Messina và nhiều người ủng hộ Đảng Dân chủ lo lắng dù Đảng Dân chủ vẫn dẫn trước nhưng không quá cách biệt trong tỷ lệ người đi bỏ phiếu sớm. Nếu cách biệt đó không đủ lớn, thì Đảng Dân Chủ có thể không có lợi thế đủ lớn để bù đắp cho sự tham gia đông đảo của cử tri Cộng Hòa vào thời điểm bầu cử chính thức diễn ra. Theo dữ liệu thống kê do đài truyền hình CNN, công ty nghiên cứu dữ liệu Edison Research và Catalyst thu thập, hơn 78 triệu lá phiếu đã được bỏ tại 47 bang và thủ đô Washington, D.C. Những dữ liệu này cung cấp thông tin về những người chọn bỏ phiếu trước ngày bầu cử nhưng không dự đoán được kết quả bầu cử. Tính trên toàn quốc, bầu cử năm nay có ít cử tri chọn bỏ phiếu trước ngày bầu cử hơn nhiều so với cuộc bầu cử năm 2020, cách đây 4 năm. Hơn 110 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc qua thư, chiếm khoảng 70% tổng số người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó. Mặc dù tổng số người bỏ phiếu trong năm 2024 sẽ phải mất vài tuần để có thể thống kê đầy đủ, nhưng số phiếu bầu sớm dự kiến sẽ chiếm gần 50% tổng số phiếu bầu năm nay. Mặc dù nhìn chung số lượng cử tri bỏ phiếu sớm giảm, nhưng ở một số bang, nhiều cử tri đã chọn bỏ phiếu trực tiếp sớm hơn so với năm 2020. Các bang chiến trường quan trọng là Bắc Carolina và Georgia đều chứng kiến số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu trực tiếp sớm đạt kỷ lục. Tuy nhiên, tổng số cử tri bỏ phiếu trước bầu cử ở cả hai bang vẫn thấp hơn năm 2020 do có ít người chọn bỏ phiếu qua thư. Tỷ lệ cử tri Đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm chiếm nhiều hơn so với cuộc bầu cử năm 2020. Năm nay, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đã nỗ lực hơn để khuyến khích các cử tri Đảng Cộng hòa bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư, đánh dấu một sự thay đổi lớn so với thông điệp phản đối bỏ phiếu sớm vào năm 2020. Trong một cảnh báo gần đây, cựu cố vấn kiểm soát cho quản lý chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Barack Obama, ông Jim Messina thừa nhận, Đảng Cộng Hòa đang có lợi thế từ số liệu bỏ phiếu sớm và những con số này có vẻ đáng sợ đối với ứng viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Tại bảy bang cạnh tranh nhất, khoảng cách giới tính có vẻ giống những lần bỏ phiếu sớm năm 2020 và năm 2022. Nhìn chung, theo dữ liệu của Catalyst, có khoảng 1,8 triệu phụ nữ bỏ phiếu sớm nhiều hơn nam giới tại Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Tuy nhiên, khoảng cách đó đã thu hẹp hơn so với cùng thời điểm 4 năm trước. Bang Georgia chứng kiến khoảng cách giới tính rõ rệt nhất, khi cử tri nữ bỏ phiếu sớm chiếm 56%. Tại Arizona, tỷ lệ cử tri nữ bỏ phiếu sớm là 52% và tại Bắc Carolina, con số này là 56%. Nevada có khoảng cách giới tính hẹp nhất khi tỷ lệ nam nữ bỏ phiếu sớm lần lượt là 47% đến 51%. Tại bang Pennsylvania, được cho là bang có thể quyết định cuộc đua, tỷ lệ cử tri nữ chiếm 56%. Vào cuối ngày mùng 5 tháng 11, giờ Mỹ trưa mùng 6 tháng 11 giờ Việt Nam, ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và bà Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ sẽ kết thúc cuộc đua song mã đầy gay cấn vào nhà trắng. Kể từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, tỷ phú Donald Trump đã luôn gây chú ý và tạo ra nhiều dấu ấn lịch sử. Từ một tay ngang trở thành ông chủ nhà trắng, ông trở thành vị tổng thống đầu tiên bị luận tội đến 2 lần và là cựu tổng thống Mỹ bị kết án 34 tội danh. Con đường mà ông đã trải qua từ kinh doanh cho đến chính trị là một hành trình không hề bằng phẳng. Thậm chí có thể nói, ông đã vượt ngàn trong gai để đi đến vị trí như hiện tại. Ông Donald John Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại quận Queens, New York, Mỹ, là con trai của một đại gia bất động sản. Từ khi còn nhỏ, ông Donald Trump đã được thừa kế tinh thần kinh doanh từ cha. Khi lên 3 tuổi, ông đã có thu nhập tương đương 200.000 đô la Mỹ mỗi năm, tính theo giá trị hiện nay và trở thành triệu phú năm 8 tuổi và đến năm 17 tuổi đã là đồng sở hữu một tòa chung cư 52 căn. Trải qua nhiều thăng trầm, năm 28 tuổi, ông Trump chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn của gia đình mà sau này là Trump Organization. Ông Trump là một trong những doanh nhân ít kinh nghiệm về chính trị, đã từng tranh cử và đắc cử tổng thống Mỹ. Ông gây chấn động khi đánh bại đối thủ nổi tiếng, cựu nữ ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 11 năm 2016 với số phiếu đại cử tri áp đảo 306 so với 232 phiếu, dù thua về phiếu phổ thông. Để trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ, mở đầu cho một sự nghiệp chính trị đầy tranh cãi. Một trong những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của ông Trump là sự linh hoạt về đảng phái, khi ông đổi đảng tới 5 lần. Ông từ Đảng Cộng hòa năm 1985 sang Đảng Cải cách năm 1999, rồi qua Đảng Dân chủ năm 2001, trước khi quay về Đảng Cộng hòa năm 2009 và sau đó trở thành cử tri độc lập. Đến năm 2012, ông Trump quay lại với Đảng Cộng hòa và giữ tư cách thành viên đến nay. Năm 2015, vị tỷ phú Mỹ chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống và chiến thắng với khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ trên hết. 4 năm tại nhà trắng của ông Donald Trump có nhiều di sản gây tranh cãi, đặc biệt là chính sách hạn chế nhập cư cứng rắn và căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời chính quyền ông Trump đã tăng trưởng mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và thị trường chứng khoán đã có giai đoạn đạt đỉnh cao. Con đường theo đuổi sự nghiệp chính trị của ông Donald Trump không hề suôn sẻ ông từng bị Bộ Tư pháp điều tra với cáo buộc thông đồng với Nga trong các chiến dịch tranh cử, cũng như đối mặt với hàng loạt vụ kiện về gian lận và hối lộ. Năm 2020, sau khi thất bại trước ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden với tỷ lệ 232-306, vị tỷ phú của Đảng Cộng Hòa đã không công nhận kết quả bầu cử và đưa ra các cáo buộc gian lận. Ông Trump bị xem là người thúc đẩy cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021, chỉ 15 ngày trước thời điểm chuyển giao quyền lực, dẫn đến bạo loạn tại đồ Capitol. Sau khi rời Nhà Trắng, ông trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án 34 tội danh hình sự liên quan việc làm giả hồ sơ kinh doanh. Một trong những cáo buộc là việc chi trả tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn vào năm 2016. Ngoài ra, ông cũng bị điều tra vì hành vi can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020 và việc lưu giữ tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở. Ngoài việc bước vào đường đua tranh cử Tổng thống năm 2024 với hồ sơ có nhiều vết đen, ông Trump cũng phải trải qua hàng loạt những trông gai khác để có thể đi đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới. Từ những nghi ngờ của nội bộ đảng, sự ngáng chân của đảng Dân Chủ, sự phản đối từ dư luận, cũng như các vụ kiện và điều tra đang diễn ra. Thậm chí, trong quá trình tranh cử, ông còn phải đối mặt với mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Trong đó có vụ ám sát hụt chấn động hồi tháng 7 ở bang Pennsylvania. Bất chấp hàng loạt bê bối và khó khăn pháp lý, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều cử tri, minh chứng qua số phiếu ủng hộ bám đuổi sát nút với đối thủ đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris trong cuộc đua tranh cử năm 2024. Đối mặt tất cả những trông gai đó, với phong cách mạnh mẽ, ông Trump kiên quyết tiến lên với khát vọng trở lại Nhà Trắng. Nhiều người ủng hộ tin rằng ông có khả năng vực dậy nước Mỹ một lần nữa, đặc biệt là trong bối cảnh cường quốc số một thế giới đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, tình trạng khủng hoảng nhập cư và các thách thức quốc tế. Nhiều sự kiện trong quá khứ đã chứng tỏ rằng, với ông Trump, không có gì là không thể. Nếu ông thành công trong lần tranh cử này, ông sẽ lập nên một kỷ lục mới trong lịch sử chính trị nước Mỹ.